Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về cách làm kem cam nhé. Đây là sản phẩm của mình sau khi đã làm xong đấy các bạn ạ. Trông thật là hấp dẫn đúng không ạ? Đây là kem của mình, ở dưới là cam, ở trên là sữa cam. Trông rất là tuyệt vời các bạn ạ. Trong những ngày hè nắng nóng mà mình làm cho các bạn trẻ trong gia đình nhà mình ăn thì rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Mình làm vừa thật chất, không chất bảo quản, nguyên liệu thật. Đây, sau đây mình xin trình bày cách làm của các bạn cho các bạn xem nhé. Nguyên liệu mình chuẩn bị đó là 3 quả cam, 2 thìa sữa đặc, 2 thìa sữa đặc và khuôn làm kem. Các bạn dùng khuôn hoặc dùng cốc đều được hết các bạn ạ. Và đây là 50ml sữa tươi không đường hoặc có đường. Đây là mình dùng sữa tươi không đường. Và bây giờ mình xin tiến hành các bước làm như sau nhá. Đây là cái khuôn vắt, cái dùng để vắt nước cam của mình. Mục đích mình vắt bằng cái khuôn này để làm gì? Thứ nhất là dễ vắt, thứ hai là lọc bỏ hạt luôn. Vắt nước cam thì chắc hẳn các bạn bạn nào biết vắt nước cam rồi. Cắt ngang quả cam sau đó mình vắt ra. Nếu các bạn đi mua kem thì trong một tủ kem có rất nhiều loại kem đúng không các bạn? Kem cam, kem xoài, kem dứa, kem dâu, rồi kem đậu đỏ, rồi kem cốm, vân vân, rất nhiều loại kem. Nhưng đây mình phổ biến với các bạn món kem đầu tiên đó là món kem cam. Sau này mình có nhiều video hơn thì mình sẽ là phổ biến với các bạn cách làm các kem, loại kem khác nữa nhé. Đấy, sau khi cam mình đã vắt xong rồi thì các bạn gạt bỏ hạt đi, bỏ cái lớp trên ra là nước cam chảy hết xuống dưới rồi. Và mình bỏ cái hạt ở bên trên đi. Đấy. Đấy, đây là nước cam của mình sau khi đã vắt xong nhé. Và đây là bát sữa của mình vừa chuẩn bị đấy. Các bạn đổ 1/3 chỗ nước cam đấy vào cái bát sữa đặc. Mình quấy đều lên. Các bạn cho thêm đường nhé. Bởi vì các bạn cũng biết đấy, nước cam thì bao giờ nó vẫn còn có vị chua chua chứ không bao giờ được ngọt hẳn. Do vậy mà mình vẫn phải cho thêm một chút đường. Đấy, các bạn đều quấy đều cho hai bên cho tan đường ra. Và cái bên hỗn hợp sữa với cả cam kia thì các bạn cho chút sữa tươi vào nhá. Sữa tươi các bạn vừa chuẩn bị đấy ạ. Còn bên nước cam này thì các bạn để nguyên nước cam thôi. Đấy, mình cho lốt chỗ sữa vào. Và các bạn quấy lên rồi các bạn để lại nhá. Mục đích mình cho sữa ở đây để tạo mùi thơm các bạn ạ. Còn mình không phải cho thêm một bất cứ một cái loại siro gì. Bởi vì là trong nước cam thì mình làm kem cam thì mình muốn là có cái mùi vị đặc trưng của nước cam đúng không các bạn? Đấy, nếu các bạn muốn cho thêm mùi nữa thì các bạn chỉ cho thêm một chút tinh dầu cam thôi. Đây, sau khi các bạn đã quấy đường tan xong rồi thì các bạn lấy dùng khuôn kem các bạn đổ nhá. Các bạn đổ khoảng 2 phần hoặc 1/2
cái khuôn cam đó vào trước, khuôn nước cái nước cam vào trước. Đấy, sau khi các bạn chắt xong rồi, các bạn đổ vào hết các cái khuôn rồi thì các bạn lại để vào tủ lạnh nhé. Để vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 2 giờ đồng hồ. Đấy, sau khi mình đã để với thời gian kem đã xong để cho nó đông lại đấy, thì mình đổ nốt cái hỗn hợp mà sữa nước cam vào các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình đi múc cái hỗn hợp này vào trên để cho nó cho que kem tạo hai màu đó các bạn ạ. Trong những ngày hè nắng nóng mà các bạn cứ chăm một tí là các bạn chuẩn bị cho các bé nhà mình những que kem này trông rất là hấp dẫn và ngon. Thường thường khi các bạn nước cam không thích uống đâu, nhưng các bạn cứ làm kem cam này là các bạn cứ ăn rất là ngon miệng ạ. Tất nhiên là với những em bé mà có thể họng chuẩn thì mới ăn được kem nhiều, còn các em họng vớ vẩn thì cũng hạn chế cho ăn thôi. Công nghệ xong mùa hè ăn nhiều kem quá rồi viêm họng. Đấy, cái chỗ nước cam mà mình pha với hỗn hợp sữa là vừa xinh đúng không các bạn? Đấy, sau khi xong rồi thì các bạn đậy nắp nhá. Xiên que vào và các bạn đậy nắp. Nếu mà nhà các bạn mà có cái tủ kem ấy, các bạn cho vào ngăn đông thì rất là tuyệt vời đấy các bạn ạ. Đấy, sau khi mình đã xong rồi, bây giờ mình cắm que vào và đậy nắp lên và mình cho vào tủ đông của tủ kem hoặc ngăn đá tủ lạnh nhà mình. Ngăn đá thì các bạn phải vận đến mức cao nhất để làm đá nhé, thì nó mới cứng. Đấy, sau khi mình đã để trong tủ đá đấy, xong rồi đấy, bây giờ mình bỏ ra mình rút cho các bạn xem nhé. Các bạn để thật ra thì các bạn rút rất là dễ đúng không ạ? Đấy, sau khi kem của mình đã làm xong, nên các bạn muốn chuẩn nhất là các bạn cho vào tủ đông của cái tủ kem ấy thì rất là tuyệt vời đấy ạ. Đấy, sau sản phẩm của mình đã xong rồi, các bạn nhớ làm cho các thành viên nhà mình ăn nhé. Nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ ấn like, chia sẻ kênh giúp mình với bạn bè. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc các bạn thành công nhé.